có 13 thứ mà bạn không nợ ai cả, nên đừng áy náy nếu chưa làm được. Bạn không nợ ai một lời giải thích cho tình hình cuộc sống của bạn. Nếu bạn nhận thức rõ tình trạng cuộc sống của mình, tức là khi đó bạn có nguyên nhân của riêng bạn và đó chẳng phải là việc của bất kỳ ai khác. Bạn không nợ ai một lời giải thích về điều bạn ưu tiên trong cuộc sống của bản thân. Bởi lẽ bạn có chủ kiến của riêng bạn và bạn biết điều gì sẽ khiến cho những người thân yêu của bạn hạnh phúc. Bạn không nợ ai một lời xin lỗi nếu như người mắc lỗi không phải bạn. Nếu như bạn không thấy hối tiếc về những việc mà mình đã làm, vẫn nghĩ lỗi sai chẳng phải ở bạn và không muốn quan tâm đến sự tha thứ của người khác thì bạn không việc gì phải xin lỗi cả. Bạn không nợ ai một lời giải thích khi bạn muốn được ở một mình. Hãy tự tin dành thời gian cho riêng mình, bởi vì bạn không nợ ai lời giải thích nào về hành động đó. Bạn không nợ ai một sự chấp nhận về những niềm tin cá nhân của họ. Không phải chỉ vì ai đó chia sẻ quan điểm cá nhân một cách say mê mà bạn phải ngồi đó và gật đầu chấp nhận tất cả những điều họ nói đâu, thật đấy. Bạn không nợ ai một chữ có với những điều họ nói. Bạn có quyền nói không khi bạn không có lý do để đồng ý. Bạn không nợ ai một lời giải thích về ngoại hình của bạn. Dù bạn mảnh mai, đầy đặn, cao, thấp, xinh đẹp hay không ưa nhìn thì bạn cũng không có trách nhiệm phải giải thích với người khác lý do tại sao bạn lại trông như vậy. Bạn không nợ ai một lời giải thích về việc bạn ăn gì uống gì. Nếu có ai làm phiền bạn bằng những câu hỏi tại sao bạn lại ăn thứ này, vì sao bạn không ăn thứ kia, thì bạn chỉ cần nhún vai và nói rằng bởi vì bạn cảm thấy tốt hơn khi được ăn món bạn thích thôi. Bạn không nợ ai một lời giải thích về sự nghiệp lẫn những lựa chọn mang tính cá nhân của bạn. Không ai có thể sống thay hay làm việc thay bạn hết, vậy nên họ cũng không có quyền can thiệp vào những lựa chọn của bạn. Bạn không nợ ai một lời giải thích về việc bạn độc thân, không kiếm người yêu. Rõ ràng rằng bất kể bạn đang độc thân bởi vì lý do khách quan hay chủ quan thì đó cũng không phải là việc của người khác mà. Bạn không nợ ai bất kỳ cuộc hẹn nào chỉ bởi vì họ yêu cầu bạn phải gặp họ. Có thể bạn gặp được ai đó tốt bụng, ưa nhìn và bạn có đôi chút hứng thú, nhưng bạn không nợ ai một cuộc hẹn nào chỉ bởi vì họ yêu cầu bạn phải gặp họ. Bạn không nợ ai một lời giải thích về quyết định nên lập gia đình hay không của mình. Dù bạn lựa chọn kết hôn, rồi sinh con hay sống độc thân và tự do thì đó vẫn luôn là sự lựa chọn của riêng bạn. Bạn không nợ ai một lời giải thích về mối quan hệ mà bạn đã lựa chọn. Sống cuộc sống của riêng bạn và đừng bao giờ từ bỏ hay chọn lựa chỉ vì người khác bảo bạn phải làm như thế. Bạn có thể sẽ phạm lỗi, nhưng rồi bạn sẽ luôn học hỏi được từ những lỗi sai của mình. Nhớ nhé!